Vâng, tôi xin quay giới thiệu các bác một lô âm ly cỏ xếp chồng lên nhau. Rất đẹp luôn, hàng bãi âm ly cỏ nhưng đẹp xuất sắc bởi vì nó cũng đều hàng tuyển chọn của tôi. Còn trên cùng là con âm ly 6600 hai lá mã, bán giá là 3,8 triệu. Đánh hai đôi loại chính AB 2 cộng B. Còn phía dưới là 6800 hai lá mã, bán giá 4 triệu. Con trên thì 95W, con dưới là 110W. Còn tiếp theo là 4 con âm ly Pioneer I7, bán giá là 4 triệu đồng một con, công suất 160W. Những con âm ly này đều đánh 4 sò than. Nói luôn cái watt của những con âm ly này các bác đừng có nghĩ là con 90W hoặc con 110W nó kém hơn con 600, con 160W kia. Nó xem nhau hết. Bởi vì quan trọng là cái cấu tạo. Còn phía dưới là một con âm ly Denon 390, bán với giá là 3,5 triệu, công suất đâu 118W. Còn phía dưới là một con âm ly Denon khác, có mã là 910, này 75W, bán giá là 2,5 triệu. Riêng nói về đời nông thì các bác khỏi phải bàn, chất âm cực hay luôn. Và xin cảm ơn tụi bán giá cụ thể, hàng bãi nguyên zin các bác nhé.